Rồi ông làm luôn. Thì ông bên em xin kính chào bà con nhá. Thì đây sau 8 ngày đây các bác này. 8 ngày thì ra xem lại cậu bạn có xem ngăn lại này. Đấy các bác coi này, 8 ngày này. Đấy, tổ ong này là một trong những cái tổ ong khỏe nhá các bác nhá. Thì tí nữa thì em sẽ chia sẻ với các bác là tổ ong tự nhiên mất chúa thì mình phân biệt cái mủ chúa giữa mất chúa nhấc lên là ta đã biết mất chúa, hoặc là chúa chia đàn thì ta sẽ phân biệt nó như thế nào. Thế thì tí nữa em sẽ cho các bác xem. Bây giờ hiện tại là cậu bạn đang làm thì em quay tổ của cậu bạn đây xong. Thế thì em ra em đây. Đấy các bác thấy. Ui giời. Sơn hết này, đúng đang mà cua rồi. Đây là mà cua nhá. Đây mà cua hết rồi này các bác này. Đã nhờ. Ông Đực rồi. Ông Đực. Con này là con tướng già này. Này là con tướng già rồi. Đấy. Đấy các bác nhá, 8 ngày nhá. 8 ngày mà cua mà nếu như mà thời tiết nó mà nắng là ok này các bác này. Đấy. Ông Đực rất là nhiều. Cái này ông Đực phải cắt đi. Trong cầu 2 nhá. À có một loại cầu lao à? Cầu lao mà nó vẫn làm á. Đấy, cầu 2 thì cũng hơi sơ sơ mà cua một tí thì các bác. Đấy, bên này mà cua hơn. Đây, bên này đây đây các bác, em quay gần lại cho các bác xem tí. Đấy, thấy chưa? Các bác thấy. Đấy. Còn sơn này. Cầu 3 này. À. Sơn mà đang xây vô rồi. Xây gần xong rồi còn. Đây đây. Cái này cũng mà cua thôi. Mà cua. Cái này mà cua. Được. Đấy. Cái này nãy mình trừ mất 2 ngày mưa mất rồi. 2 ngày mưa. Hai ngày mưa thì mất 2 ngày mưa coi như là 5 ngày nắng đấy. 6 ngày nắng. Này dọn. Xây. Xây. Đấy vừa phải quay phá xong mà nó đã xây xong rồi này các bác này, lao vậy là không cho ăn đâu các bác ạ. Đấy, nên là nó cũng đã xây coi như là vậy là tương đối là xong. Bây giờ là tách ra được khoảng tầm cỡ 5 ly. Có nghĩa cầu giữa cầu với cầu là cách nhau được 5 ly rồi. Đấy bên đây là anh đẻ trứng chưa? Ồ vậy mà chưa đẻ trứng nhau nhá. Có nghĩa là vào mùa hè này là chuẩn bị vào mùa hè nóng nóng là cái lỗ lăng nó bị dính ấy. Nên là đích đẻ vào mấy. Đang còn xây tiếp. Cái này là phải tách ra. Tách ra là bên này mình làm kìa. Đấy, bây giờ phải cắt đồng được. Đấy các bác nhá. 8 ngày thì tổ khỏe. Đây là vậy là có nghĩa nguồn mặt tự nhiên hay ta gọi là mặt rừng. Nó cũng đã về nhiều rồi nhá các bác nhá. Đấy, đấy còn cái cầu trong cùng lên nữa này các bác. Đấy. Cầu trong cùng thì cũng hơi mà cua. Ôi chủ. Ông thổi cái đấy cho bà con coi cái nhọng. Ôi. Cái nhọng đấy, ui dồi các bác thấy không ạ, nhọng này trắng này vàng ươm giòn như bánh đa này các bác này. Hiểu làm sao mà ong không phát triển được đấy, để hết xuống luôn, để hết luôn ngang bằng luôn, đã nhỉ, để có vài phần bốn phần lên cầu xả luôn. Xem hai mặt xem thế nào. Hai mặt phấn bỏ cầu khác ở đây, đây. Đấy, phấn bao giờ nó cũng bỏ cầu trong mà. Cho ra ngoài. Phấn bỏ cầu trong. Cho ra ngoài không? Cho ra ngoài. Nhấc luôn, tiện tay nhấc luôn. Đấy, tiện tay nhấc rồi tí nữa mình khỏi đỡ phải mất công đảo. Cắt thì mình cứ nhấc rồi xong tí nữa mình đảo sau. Đấy. Rồi bây giờ mình bỏ cầu ngoài mình đi lấy được chứ không làm sao mà lấy được, đúng không? Rồi, cắt đi. Tôi đi ra coi cái tổ mà mất chúa này để giới thiệu với các bác một tí. Đây các bác lại theo em ra cái tổ đằng sau đây thì mất chúa này các bác này. Đấy, thì phân biệt nó như thế nào thì em sẽ hướng dẫn cho các bác xem. Đây tổ này đây các bác này. Tổ này là tổ mất chúa này. Đây, quay gần lại cho các bác nhìn cho nó rõ.
Đây cái tổ này là cái tổ là hôm qua em coi nhưng mà em bận nên là em biết là nó mất chúa, nhưng mà bây giờ em sẽ hướng dẫn với các bác là phân biệt cái mủ chúa chia đàn và mủ chúa cấp tạo. Mình nhanh phát hiện nhấc lên là thấy biết là chúa chia đàn này, chúa cấp tạo đây các bác nhá. Mặt thì cũng đầy rồi nhá các bác nhá. Thế nhưng mà vì mất chúa nên là nó không bao giờ nó vít nắp. Đây này các bác này, các bác nhìn mà thấy có cái mủ ngang này này. Đấy, các bác thấy nè, cái mủ ngang đây này, nếu như các bác chỉ cần thấy mủ ngang hoặc là ở như trên bánh tổ đây này. Đấy, ở trên bánh tổ đây nhá, thì là 100% là mất chúa các bác ạ. Nếu như những cái con, cái mủ chúa mà nó mọc ở như trên cái bánh tổ này, chứ còn mọc ở dưới đáy thì là đó là mủ chúa chia đàn. Đấy, vậy thì, vậy như cái tổ này thì là nó là mủ chúa, gọi là mủ chúa cấp tạng. Đấy, tại vì như cái tổ này là tổ mất chúa này. Đấy, nên là lúc đây em cho các bác coi này. Lúc đầu thì em nhấc cái cầu này thì em chưa phân biệt được là không biết mất chúa hay không. Đấy, nhưng mà khi mà nhấc cái cầu đó lên thì em phát hiện ngay đây, như cái cầu này là em sẽ không phát hiện được tại vì nó mọc toàn ở dưới này. Đây các bác này, nó mọc toàn ở dưới như thế này thì em sẽ không phát hiện được nhá các bác nhá. Không phát hiện được là đó là mủ chúa chia đàn hay là mủ chúa cấp tạo. Thì có những cái là đã vít nắp rồi này các bác này. Thì là cái này là nó cũng đã mất ít nhất là cũng phải là được 6 ngày rồi thì là mủ chúa này vít nắp các bác. Vậy thì chắc là lúc quay mặt mình rủ về cái nguyên nhân mất thì em cũng giới thiệu với các bác là nguyên nhân mất thì chủ yếu là thiên địch, hoặc là do cái lúc mà mình quay mặt mình rủ rồi là nó đang còn dính nhiều cầu nên là nó bị mất. Nên là cái này đây các bác này, thổi ra cho các bác coi này, đẻ rất là đẹp, con chúa này đẻ rất là đẹp này các bác này. Đẻ rất là ok luôn các bác. Bên đây cũng thế này. Đấy các bác thấy nè, để phên như bánh đa luôn. Đấy. Đấy, cho các bác xem một tí. Đấy, phên như thế này thì các bác đây. Đấy. Nhưng mà vì là nó mất chúa nên là nó khẩn cấp tạo chúa các bác. Cầu thì rất là đẹp. Nhưng mà nó đã mất chúa rồi. Mất chúa rồi. Vậy thì cứ các bác mà thấy ở trên giữa bánh tổ mà có cái mủ chúa mọc ngang ra thì đó là những cái tổ ong mất chúa. Mất chúa ít trường hợp là nó giấu mủ chúa, đó là có nghĩa là các bác vắt quá nhiều, cái trường hợp đấy nó chỉ có 0,5 đến 10% thôi các bác. Chứ còn là hầu như là mủ chúa cấp tạo nó mới mọc ngang. Và cho các bác xem luôn cái cầu trong cùng này. Đây cái cầu trong cùng này các bác. Cầu trong cùng cũng rất là đẹp này các bác thấy nhá, cầu trong cùng cũng rất là đẹp nhá. Cầu trong cùng thì không có cái mủ chúa nào cả, không có mủ chúa nào cả. Đấy, đằng cơi thì các bác này, đằng cơi cơi này nhấn này cái là tịt luôn. Đấy, nó cũng đang cười này. Đây này, nó mọc như cái kiểu này là mọc mủ ngang này các bác. Đấy. Thì như những cái này thì mình mà ghép vào tổ khác hoặc mình giới thiệu chúa như bây giờ là phải ok rồi. Nếu như các bác mà để mùa này các bác mà để lâu thì là nó sẽ bị ong thợ đẻ trứng nhá các bác nhá. Ông lấy đấy cái bìa ở như kia. Đấy, vậy thì là cái cách phân biệt thì em đã nói với các bác rồi.
riêng mũ chuối chia đàn thì nó chỉ mọc ở dưới là chính, đến 90-95% là nó mọc ở dưới. Còn cái ong mất chúa thì nó mọc mũ chúa là nó mọc một số cái mũ là nó mọc ngang. Nên là khi mà các bác thấy là một cái bánh tổ mà thấy một hai cái nó mọc ngang ra, đó là tổ ong mất chúa đấy các bác. Thì lúc đấy các bác không cần phải kiểm tra nữa là các bác cũng đã phát hiện được rồi. Đấy là cái cách mà để mình phân biệt. Mình phân biệt được đâu là mũ chúa chia đàn và đâu là mũ chúa cấp tạo các bác. Nên là vì vậy nên là mình phải cố gắng để đến lúc mà mình dễ nhận biết, chứ không bây giờ nó mất chúa mà ta cứ cố gắng ta đi tìm con chúa coi có phải là mũ chúa cấp tạo hay là mũ chúa chia đàn thì nó cực kỳ là khó. Nó lâu lắm, tìm mãi, tại vì nó có đâu mà tìm. Nên là có tìm nó cũng rất là khó. Nên là mình phải cần có những các cái mà mình gọi là cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm và những cái mà mình gọi là để nhận biết được là đó là mũ chúa cấp tạo, để mình biết là cái tổ này là cái tổ là mất chúa. Vâng, các bác mà thấy video của em hữu ích thì các bác nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi các cái video tiếp theo.